Hello hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người tới với kênh YouTube Yogi Travel và mình là Thương Bình. Chào mừng mọi người tới với bài tập của ngày hôm nay. Hôm nay mình sẽ tập một cái bài mà rất là nhiều bạn rất yêu cầu, đó là bài tập cho phần cổ, vai, gáy và phần lưng dưới, đặc biệt phù hợp cho những bạn công sở, ngồi văn phòng, ngồi làm việc trên máy tính nhiều, hoặc là những người mà có các vấn đề về lão hóa đốt sống hay là thoát vị địa đệm nha. Thì để tập bài hôm nay mình cần bạn chuẩn bị cho mình hai cái cục gạch yoga như vậy. Cục này là cục lốc tập yoga. Thì mọi người có thể mua cái cục gạch này ở trên Tiki, Lazada, Shopee. Nếu mà bạn không biết cái kích thước nào phù hợp hay là loại nào tốt đó, thì bạn cứ nhắn tin vào bên dưới hoặc là nhắn trên cái Facebook page Yogi Travel của mình. Mình sẽ gửi cái link cho bạn, hoặc là mình gửi một vài cái mẫu cho bạn. Bạn tự tìm tự mua nha, mình không bán nha. Hoặc là bạn nếu mà không có nữa, bạn có thể dùng cuốn sách để mình lấy vài cuốn sách như vậy ha. Bạn có thể là chồng một vài cuốn sách lên như nhau vậy này. Bạn chồng chừng này hả, bằng chiều dài chiều này, chừng 4 cuốn sách là được rồi ha. Thì bạn chồng lên nó cũng thành một cái cục gạch rồi. Thì cách nào cũng được, tùy vào những gì mà mình có thôi. Thì cái bài tập hôm nay sẽ giúp bạn thư giãn được rất sâu ở phần cổ vai phía trên, đồng thời kéo giãn được cái lưng dưới của bạn nữa. Thì mình đã áp dụng bài tập này cho rất là nhiều người, rất là nhiều học viên của mình. Và đặc biệt là sau bài tập này mọi người ngủ rất là ngon. Cho nên mọi người hãy cố gắng tập trung tập một cái bài tập này với toàn bộ cái sự tập trung của mình, toàn bộ cái năng lượng của mình vào bài tập để đạt được cái hiệu quả tốt nhất nha. Nào, mọi người hãy bắt đầu trải thảm ra và mình bắt đầu bài tập yoga cho phần cổ, vai, gáy và thắt lưng của ngày hôm nay cùng với Thương thôi. Hãy ngồi lên giữa thảm của mình, buông lỏng hai tay bạn ra, mềm vai ra. Nào, bạn đặt hai tay của mình lên gối, điều chỉnh lại cho cuộc sống của bạn thẳng một cách tự nhiên. Hãy nhắm mắt lại, hãy giữ một vài phút yên tĩnh, cảm giác vào sự tĩnh lặng bên trong của mình vài nhịp, cảm giác hơi thở vào, đi vào, đi ra. Đừng vội vàng quá, cũng đừng có nóng lòng tới bài tập quá, hãy chậm rãi thôi. Hít vào chậm, mình thở ra dài. Thả lỏng cơ mặt của mình ra. Bạn cảm giác yên tĩnh hơn từ bên trong khi mà bạn để ý vào hơi thở của mình. Nào, một vài nhịp thở nữa thôi. Rồi bạn chạm nhẹ hai tay úp lên đầu gối, mở hai cái cùi chỏ để vai bạn mở ra. Bạn cứ nhìn cho cái mông mình ngồi chắc dưới sàn. Và mình sẽ giữ cái trụ là cái phần bụng và phần thắt lưng, mình xoay tròn người xung quanh nó nha. Bạn nghiêng về bên phải, ép về phía trước, rồi nghiêng qua trái, rồi lại đưa về sau, còng lưng lại. Và mình lại tiếp tục xoay. Bạn cứ xoay thành một vòng như vậy, và càng ngày cái bán kính, cái đường tròn của mình nó càng rộng ra. Và bạn sẽ thấy cái thắt lưng mình được thoải mái, kéo giãn về các hướng khác nhau. Nào, xoay nhẹ nhàng, nếu được bạn có thể nhắm mắt lại để cảm nhận sâu hơn vào thắt lưng của mình. Cố gắng chậm rãi thôi, đi với tốc độ nhẹ nhàng. Và vẫn hít thở dài. Một vòng nữa, sau đó mình sẽ quay về hướng bên kia.
Sau đó mình xoay ngược về hướng ngược lại. Và cũng lắc lư, mở rộng cái đường tròn của mình như hồi nãy. Hai vòng nữa thôi. Chậm rãi lắng nghe và cảm giác vào cái sự chuyển động của lưng vai của mình. Rồi, nhẹ nhàng kết thúc vòng cuối cùng thì bạn quay về giữa và vươn hai tay của mình lên trời. Nào nhìn hông xuống, cánh tay vươn cao, mình hướng lên nhìn theo tay trên trời của mình luôn. Hít vào, mình hãy nghiêng về bên phải của mình. Nào chống tay phải xuống đất, cố gắng đừng gồng vai lại nha. Thả lỏng cái cùi chỏ tay phải của mình ra. Và mình nghiêng xuống kéo lưng trái của mình căng. Nào xoay mắt nhìn lên trời. Bám tay phải như sàn, mình đẩy cái người mình lên. Hít vào vươn lên. Sau đó mình xoay về bên trái của mình. Nào chống tay trái xuống sàn, nghiêng qua nhẹ nhàng, ép lưng phải và giãn qua. Cánh tay kéo ra, lưng của mình căng ra. Nào hít vào vươn lên trời. Bạn kéo tay rướn lên. Mình hơi rạc về phía trước, kéo 45 độ. Thẳng lưng nha, đừng còng lưng. Lặp lại, hít vào, nhìn lên trời, vươn thẳng tay. Thở ra, bạn phải giữ cho cái lưng của mình thẳng, nó đi thành một tạng như vậy nha, chứ không đừng còng về phía trước. Lặp lại vài lần, lên xuống, thở ra. Hít vào lên. Nào rướn về phía trước, thở ra. Một nhịp nữa, hít vào, bạn vươn lên. Mình đổ chéo về phía trước, thở ra. Sau đó bạn gỡ hai tay, chạm bàn tay xuống sàn. Nghiêng cái vai về bên trái của mình. Sau đó nâng lên, nghiêng vai về bên phải của mình. Cái việc lắc lư này nó làm cho thắt lưng phía sau của bạn được giãn ra. Lắc qua, lắc lại. Và phần lưng dưới của bạn sẽ thư giãn được rất là nhiều. Sau đó, bạn thấy cái vai mình mềm rồi, bạn bò bò tay về phía trước thêm một chút xíu. Và lại tiếp tục lắc về bên này, về bên kia. Và nếu được, bạn có thể chạm hẳn cái cùi chỏ tay của bạn xuống sàn như vậy. Hoặc là bạn thoải mái hơn, bạn có thể trượt tay và lỏng tràn xuống sàn luôn. Nếu không được thì cứ giữ tay ở đây thôi. Và mình hạ từ từ, từng chút một cho tới khi mình chạm được cùi chỏ xuống sàn ha. Đừng mốc nhấc mông lên, cũng đừng rườn hết người về phía trước như vậy. Cố gắng trụ cái mông mình lại về phía sau. Hít và thở dài. Hít vào bằng mũi của mình, thở ra. Mình buông lỏng mũi, buông lỏng hơi thở, thở ra. Nào giữ một chút, hãy cảm giác vào cái độ giãn của phần lưng phía sau của mình. Và mình buông nó ra, rót nó về phía sau để lưng được kéo ra sau. Mình giữ lại hai hơi thở nữa đây. Rồi chống tay, mình nâng người mình thẳng lên trở lại và ưỡn vai ra để mông bạn ngồi xuống sàn. Nào bây giờ mình sẽ dùng cái cục gạch của mình, cục gạch hoặc là cục sắt ha. Mình sẽ đặt hai cái sang bên này, mọi người dễ nhìn hơn này. Mình đặt hai cái cục gạch rộng ra chừng một gang tay á bạn, cắt ra. Sau đó bạn khuỵu cái đầu gối chống nè. Lúc này là lúc mà mình đang vào cái tư thế bốn điểm. Bạn lùi cái gối về phía sau một chút xíu thôi. Cái tay bạn đặt lên cục gạch của mình. Mình sẽ rườn cái vai về phía trước cho tới khi cánh tay mình vuông góc, đầu gối mình chắc. Và nhìn về phía trước.
Nhớ nha, cánh tay của bạn sẽ vuông này, vuông từ bàn tay tới vai. Sau bạn lùi mông về sau. Về sau tay bạn úp trên cái cục gạch, bạn cúi xuống cho tới khi bạn có thể chạm được trán của bạn hạ xuống sàn. Thở ra, bạn thấy cái vai phía sau của mình nó căng lên không? Rồi lặp lại lần nữa nha. Bạn bám tay, vươn người về phía trước, vươn vuông góc người, giữ cái cổ của mình thẳng hàng. Bạn lùi về phía sau, lùi chậm, lùi chậm, nhìn về phía sau, trán chạm xuống sàn, cánh tay vẫn giữ thẳng bằng. Để mình làm bên này cho mọi người nhìn cái di chuyển của lưng. Và tiếp tục lặp lại. Hít vào, vươn về phía trước. Thở ra, bạn nhấn mông về sau, ép xuống, ép xuống. Và mình ép cái trán của mình chạm với sàn. Đây là một trong những động tác giãn cái vai trên của mình rất là tốt luôn á. Rướn về phía trước trở lại này, chống đầu gối, vươn cho vai bạn vuông góc, nhìn chéo về trước, nào đẩy về phía sau, rạp xuống rồi tận hưởng cái độ kéo giãn của vai, của lưng của mình. Lặp lại vài lần nha bạn, hít vào vươn lên. Thở ra, giãn về phía sau. Hít vào, bám tay, vươn người buông góc về phía trước. Đừng trụ xuống nha, thẳng cái người, thẳng tay, thẳng cổ ra. Nào bạn lùi về phía sau, ép xuống giãn vai. Nhịp nữa, hít vào, vươn lên. Thở ra, đẩy về phía sau. Và nhịp cuối cùng, hít vào, mình vươn, vuông góc người lên. Nào mình giãn về phía sau. Lần này mình sẽ giữ nguyên cái tư thế mà cái trán mình xuống sàn. Và mình sẽ giữ ở đây, thẳng băng cái cánh tay để tay bạn đặt lên cục gạch nha bạn. Giữ ở đây. Hít thở nhẹ nhàng, cảm giác cái độ giãn của vai, của lưng của bạn. Nào mình giữ lại một hơi thở nữa thôi. Và mình nâng lên, vươn lên, vuông góc trở lại. Sau đó bạn gỡ hai tay ra, chống hai tay xuống sàn, lắc lư vai bạn mềm về hai bên, lắc nhẹ nhàng qua. Lần này mình sẽ vào thế sâu hơn một chút. Bạn sẽ gác cái cùi chỏ của tay này và đặt cái phần này là phần cẳng tay của bạn lên trên cái cục gạch nha, và úp cái bàn tay xuống, nắm lấy cái cục gạch mình xoay về trước. Mọi người nhìn dễ hơn đã ha. Đây, bạn sẽ gác cái cùi chỏ hay cái cục gạch mình để bằng cái độ rộng vừa nãy á. Bạn gác hai cái cùi chỏ thẳng về trước, cái tay bạn chống. Rồi bạn lùi cái chân về phía sau xa ra một chút xíu. Cái tay bạn sẽ bám về phía trước cục gạch ha, cái cẳng tay của bạn gác lên trên. Nào bạn nhìn về phía sau này, lúc này nó sẽ vào sâu hơn, ép tràn xuống, mình thở ra. Và mình lại vươn về phía trước như hồi nãy, vươn lên, vươn tới lúc mà bả vai và cùi chỏ tay vuông góc. Rồi bạn lại đẩy nó về phía sau, ép xuống giãn ra sau. Lặp lại nha bạn, mình sẽ đổi chiều bên kia cho mọi người nhìn thấy. Hít vào, vươn về phía trước. Thở ra, mình đẩy về phía sau, ép xuống. Lần này mình ép được sâu hơn á, cái vai mình mở được nhiều hơn. Hít, vươn ra. Thở ra, đẩy về phía sau, ép xuống.
hít vào vươn ra, thở ra, mình ép dạ về phía sau, lặp lại vài nhịp nha, hít và thở. Hít vào. Nếu trong quá trình mà cái cục cảm nó hơi chạy ra khỏi cái xa nhau quá, bạn kéo nó gần lại. Rồi mình thở ra, ép về phía sau. Hai nhịp nữa, hít vào, vươn lên. Và mình thở ra. Nào nhịp cuối cùng, bạn hít vào vươn lên. Nào lần này mình cúi xuống và mình giữ ở đây nha. Bạn giữ cái tay, cái cùi chỏ tay ở trên cục gạch. Nào bạn ép xuống. Thở ra. Thở dài ra. Cúi cho cái trán và cái đầu mũi của bạn chạm xuống sàn. Mình giữ lại một nhịp ở tư thế này nữa thôi. Rồi hít vào, bạn nâng người mình lên trở lại. Nào bạn gỡ cái cục gạch ra ngoài. Mình sẽ tập một vài tư thế cat cow, là tư thế con bò, con mèo. Hai bàn tay bạn xòe chồng xuống, hai đầu gối bạn mở rộng ra bằng hông. Bám chắc tay, hạ eo của mình xuống và uốn từng đốt sống, mở lồng ngực, cảm giác vai mình thoải mái hơn rất là nhiều rồi nè. Hít vào lên, cuộn tròn lại, thở ra, tay đẩy kéo lồng ngực vào, mình cuộn cho cái lưng mình tròn thành hình chữ C. Hít vào, nâng lên nhẹ nhàng, nào thở ra, bạn cuộn xuống nhẹ nhàng, cuộn tròn lại. Hít vào lên. Thở ra. Hai nhịp nữa, hít vào. Hạ eo, mở lồng ngực và vươn cằm nhìn lên. Thở ra, mình cuộn tròn lại. Nào nhịp cuối cùng, hạ eo và hít vào, mình vươn lưng. Thở ra, mình cuộn vào, cuộn sâu vào bên trong, đẩy mông cao. Sau đó mình quay về vị trí trung tâm. Nào lắc lư nhẹ vai, lưng nhẹ nhàng, lắc người nhẹ nhàng, mình giữ nguyên tư thế 4 điểm ở đây. Từ vị trí 4 điểm này, bạn nhón kéo mình cái mũi chân trái và chạm cái mũi chân trái về cùi thảm của mình. Nào vẫn giữ nguyên hai tay và chân bên phải chắc nha. Chống chặt tay trái của mình sẽ quạt tay phải lên trời. Nào hít vào, mở lên, mở ngửa về phía sau luôn, rồi hướng ra sau, chống chặt cái mũi chân sau của mình nha, đừng để lật lên. Thở ra, bạn hạ xuống, chui nhẹ về bên trái của mình, giữ cái nách của tay trái. Nào mình lặp lại, nhịp thứ hai. Hít vào, siết đùi phía sau, mở lồng ngực, vươn tay phải ra sau. Thở ra, chui xuống bên trái của mình. Nhịp thứ ba, hít vào. Mở ngực, mở vai, mở lưng lên. Thở ra, chui qua. Tiếp tục hít vào lên. Thở ra. Một nhịp nữa thôi, nào bạn hít vào, vươn lên, mở hết về phía sau và thở ra. Lần này bạn chui tay phải nhiều về bên trái, bỏ hết qua cho tới khi vai bên phải của mình nằm xuống sàn và khuôn mặt bạn xoay về bên trái luôn.
giữ mũi chân sau chống chắc. Bạn vươn tay trái lên trời, sau đó mở ngửa tay trái về sau hoặc đặt ra sau thắt lưng phía sau của mình. Và mình xoay mặt lên trời. Giữ đây, bạn thấy cái lồng ngực bên bên trái của mình nó sẽ mở lên. Và vai bạn xoắn lên. Nào giữ ở đây một vài nhịp. Cố gắng giữ chặt cái mũi chân bên trái của mình để giữ mình để mà mình giữ được thăng bằng nha. Sau đó bạn úp tay bên trái của bạn chạm xuống sàn ngay trước khuôn mặt. Quạt tay phải lên trời lần nữa. Nào vươn tay phải, hít vào, vươn ra sau, vươn ngửa về phía sau. Rồi mình chống tay phải xuống sàn. Và mình sẽ đổi bên. Hạ đầu gối chân trái của bạn xuống. Lắc lư nhẹ vai. Nhón mũi chân phải và mình trượt cái chân phải ra sau. Cố gắng bám chặt mũi chân phải dưới sàn. Bám chặt tay phải của bạn, xoay mặt về trái. Nào quạt tay trái lên trời. Mở ra sau, mở ra sau, mở lồng ngực ra sau, hít sâu. Hạ tay xuống, chui nhẹ qua bên phải, thở ra. Nhịp thứ hai, hít vào, mở ngực, mở vai, mở cánh tay ra sau. Từ từ chui xuống, thở ra. Nhịp thứ ba, hít vào, mở ra sau, mở vai nhiều ra sau. Nào chui tay, thở ra. Nhịp thứ tư, hít vào, mở lên, vươn cao lên, chống chặt mũi chân sau. Và mình thở ra. Nào nhịp cuối cùng, mình sẽ nằm hoàn toàn xuống sàn này. Mở ngửa tay trái nhiều về sau. Sau đó bạn chui qua cho tới khi vai bên trái của bạn nằm hết xuống sàn. Vươn tay phải lên trời. Và khi nào thấy thoải mái, bạn khuỷu cùi chỏ tay phải gác ra sau thắt lưng của mình. Và lật vai phải lên trời. Nào bạn xoay khuôn mặt nhìn lên trời luôn. Chống chặt mũi chân phải phía sau để giữ thăng bằng. Hít thở dài. Nào trụ lại, đừng để bị lật ngửa về phía sau nha. Một nhịp nữa thôi, hít sâu vào. Và khi bạn thở ra, quạt tay phải chống trước khuôn mặt của mình. Quay về lại bốn điểm, lật tay trái lên. Vươn tay trái, mở ngửa về sau, nhìn lên trời rướn lên. Sau đó bạn hạ tay trái chạm xuống. Hạ đầu gối phải. Nào lắc lư vai. Lắc lư người nhẹ nhàng và lùi về. Nhấn người mình về tư thế em bé. Mũi chân của bạn chạm vào. Giữ đầu gối ép về sau cho tới khi bạn mềm tràn xuống sàn. Nào giữ đây một vài nhịp. Hãy úp cái mu bàn chân trên của bạn xuống sàn nha. Đừng chống lên để cái chân phía sau được thư giãn hơn. Sau đó bạn nhẹ nhàng kéo hai tay về gần khuôn mặt, đẩy người mình lên và mình ngồi lên gót chân. Sau đó bạn ngồi lên giữa thảm bằng mông của mình, hai chân bạn đặt về phía trước. Bạn mở hai cái chân rộng ra một chút, bạn sẽ mở nó ra bằng chừng này nha. Bàn chân đạp xuống và mông mình ngồi thoải mái, hai tay bạn nằm lên đầu gối. Đừng để lưng còng như phía trước như vậy nha bạn, bạn rướn thẳng lên nè. Thấy cái lưng mình thẳng, lồng ngực mình mở ra. Nào, vai mở rộng, mình nhấn cái mông xuống sàn. Giữ đây một chút. Hít. Thở ra, nào bạn dùng cái tay này đẩy cả hai cái đầu gối của mình ép về bên trái. Cho tới khi cả hai gối chạm xuống, bạn đánh hai tay về phía sau này. Chạm tay vào thảm của mình. Chống tay trái, chống tay phải xuống. Xoắn từ từ, bạn hạ trán xuống, 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 chạm xuống sàn, thở ra. Lúc này bạn hơi xoắn nhẹ phần thân trên của mình. Nào chống tay, lật người lên, hít vào, vươn lên và mình ngồi thẳng lên trở lại. Mình sẽ lặp lại như vậy. Qua bên này, bên kia một vài nhịp nha. Nào, hai đầu gối mở về bên phải gác xuống. Xoay hai tay về phía sau, xoay nhiều ra. Và cúi từ từ, hạ xuống, hạ xuống, hạ xuống, thở ra. Sau đó hít vào, nâng lên, vươn về giữa.
bạn xoay về bên trái của mình, hạ đầu gối, quay tay về sau, cố gắng quay xa ra một chút về phía phía mà bạn chạm được trong thảm của mình luôn nè. Bạn sẽ thấy vai mình nhìn được nhiều hơn. Hít vào lên, thở ra bên phải của mình chậm rãi thôi. Hai tay xoay ra sau, trán cúi từ từ, hạ xuống. Đẩy tay hít vào mình nâng lên, quay về giữa, nào lại xoay về bên trái. Chống tay xoay vai. Lòng cuối cùng, hít vào bạn nâng lên, nào ngồi chắc, chân chắc, vai chắc, hai tay, hai đầu gối xoay về. Chống tay và mình xoay về phía sau. Nào mình giữ đây một vài nhịp nha. Nếu bạn không thể hạ được cái đầu xuống sàn, bạn cứ giữ ở đây. Nếu mà hạ được xuống, bạn chạm cái trán vào giữa hai bàn tay của mình. Giữ lại vài nhịp. Hai, ba, bốn. Và chống tay, mình nâng người mình lên. Sau đó quay về, ngồi trở lại, hai chân chắc, vai chắc. Nào qua bên trái của mình, đầu gối đổ xuống, hai tay vươn về phía sau thảm, chống bàn tay xuống, xoay nhẹ vai và hạ trán xuống sàn. Giữ ở đây. 1 2 3 4. Và mình chống tay, mình nâng người mình lên. 5 và nâng lên. Nào bạn chập hai bàn chân của bạn vào nhau. Bạn có thể dùng cục lót đặt về trước hai chân của mình nè, trước ở đây. Chút nữa mình gác cái đầu xuống á, nhịp hai cái đầu gối của mình. Nhịp lên xuống nhẹ nhàng hai cái gối và mình cúi từ từ về trước, rạp xuống một chút. Rạp xuống một chút, thở ra và nhẹ nhàng cúi nữa. Cúi nữa cho tới khi cái đầu mình gác cái trán mình gác được lên cái cục lốc. Bạn hãy để cái chiều dọc của cái cục lốc nha. Rồi mình giữ ở đây. Nào để cho cái hình hạng mở và cái hình thắt lưng mình được dạng. Đối với những bạn mà dẻo hơn, bạn cảm giác là mình có thể hạ được sâu nữa. Bạn để cái chiều ngang này của cục gạch và mình gác lên hướng này. Những bạn nào mà đang dùng sắt thì bạn chỉ cần lấy bớt sắt ra dần dần, mình cùi xuống dần dần. Và sau một vài nhịp bạn thấy cái người mình còn xuống được nữa, bạn lại hạ nó theo hướng này, nằm xuống á, và bạn cùi cái đầu mình xuống. Và đối với những bạn dẻo hơn thì bạn có thể lấy hẳn cái cục gạch ra và hạ cái đầu mình hoàn toàn xuống sàn luôn cũng được nha. Nào hãy giữ ở đây vài nhịp. Hãy lắng nghe và cảm nhận vào cái cơ thể mình đó bạn. Mình thấy cái chỗ nào mà mình giữ được và mình thấy thoải mái thì mình nên giữ ở đó. Đừng cố gắng căng quá mà cái cơ thể mình nó có thể là bị đau, hoặc là mình gồng quá mình không có thoải mái được trong cái tư thế. Nào hít một hơi và từ từ mình nâng người lên. Nâng nhẹ nhàng và ngồi lên. Giờ đây bạn dùng hai cái cục lốc của mình ở hai cái chân về trước. Bạn đặt một cục gạch về phía sau lưng của mình, đặt ngang. Một cục gạch nữa cách chừng một gang tay. Rồi, bạn nằm cái người ra sau và bạn sẽ thấy là cái lồng ngực của bạn đặt lên cái cục gạch thứ nhất. Sau đó cái đầu của bạn gác lên cái cục gạch thứ hai. Rồi, sau đó bạn mở cái cánh tay ra, hai cái chân bạn mở rộng ra luôn. Và mình giữ ở đây. Bạn có thể là điều chỉnh cái cục gạch lên một chút, xuống một chút để vào được cái vị trí mà mình cảm thấy thoải mái và cảm thấy cái lồng ngực mình mở được nhiều nhất nha. Nào, hai cánh tay mở, vai mình mở ra. Và hít thở dài. Nhắm mắt hít vào dài. Thở ra dài. Hãy giữ đây vài nhịp. Đối với những bạn mà bạn thấy cái phần cổ của mình thoải mái, mình có thể hạ gỡ cái cục gạch ở trên đầu và hạ cái đầu mình chạm xuống sàn luôn.
nếu mà bạn cảm thấy thoải mái ở đầu của mình. Còn không, bạn cứ gác cái đầu lên cục gạch, không sao hết. Động tác này cũng giống như là cái động tác con cá mà bình thường mình hay tập á, nhưng mà với cái sự hỗ trợ của cái cục gạch này sẽ giúp bạn mở được cái lồng ngực, thư giãn được cái lưng trên của mình mà mình không cần phải gồng hay là phải siết lực. Bạn cứ buông ra, buông tay, buông vai ra và tập trung vào hơi thở lồng ngực của mình. Rồi nhẹ nhàng khuỵu hai cái đầu gối, bạn đạp cái chân mình chắc xuống sàn, dùng hai tay bạn kéo cái cục gạch ra khỏi người này và đặt nó xuống ngay dưới mông của mình, đặt dưới mông luôn. Lúc này cái đầu mình trượt ra và mình sẽ thấy là cái lồng ngực hồi nãy bị nhấc lên khỏi sàn, lần này nó ép xuống sàn. Rồi bạn mở hai tay ra, mở rộng chân ra một chút, mình có thể giữ ở đây. Nếu mà cảm thấy muốn thoải mái nữa, bạn thẳng hai cả hai cái chân của mình ra luôn này. Nhớ là điều chỉnh cái cục gạch để nó nằm ngay dưới mông và vào cái vị trí mà mình thấy thoải mái nha. Bạn mở rộng tay và chân của mình ra để cho cái lồng ngực của mình hạ xuống sàn. Giữ đây và hít thở vài nhịp. Sau đó mình co gối lại, đạp bàn chân xuống sàn và mình gỡ cái cục gạch ra khỏi người của mình luôn. Lần này bạn hãy hạ thắt lưng xuống sàn, ôm hai tay, ôm lấy cái gối của mình và ép lưng xuống. Phần mông mà hồi nãy nhấc lên khỏi sàn, bây giờ bạn ôm gối lại, nó sẽ được nằm xuống sàn. Giữ lại đây một vài nhịp. Sau đó mình dùng hai tay, mình dùng tay phải kéo cái đầu gối của mình ép về bên phải của mình, nhìn cho đầu gối chạm xuống sàn, cả hai gối đi một lần luôn. Và mình mở tay trái ra, mình xoắn cái người vươn về hướng ngược lại, vặn về bên trái, xoay khuôn mặt về bên trái của mình. Thank you.
sau đó mình nhấc lên, vặn về bên phải, bên trái của mình. Hạ đầu gối về trái và xoắn vai về bên phải. Sau đó mình quay về dựa trở lại, duỗi dài hai chân của mình và vươn hai tay qua quả đầu, nào kéo căng cái người ra, từ mũi tay mũi chân mình rườn căng thành một đường, vươn ra rồi hạ tay xuống, rót xuống sàn, nâng hai chân lên rồi rót xuống, nào nhấc mông lên hạ xuống và nhấc lồng ngực lên hạ xuống sàn, nào mình lắc lư tìm vị trí mà toàn bộ cơ thể mình buông lỏng ra. Mình nghỉ đây một vài nhịp thở trước khi mình kết thúc. Hít vào và thở ra dài bằng mũi của mình. Để tay chân, để cổ tay, cổ chân, ngón tay, ngón chân, đùi và hông của mình buông lỏng xuống sàn. Để cơ thể mình mềm mại, thư giãn xuống. Và để ý thức của mình thả lỏng ra, thư giãn cùng với toàn thân. Nào mình hít một hơi dài, rồi mình thở dài ra, ôm hai gối vào ngực của mình, ép chặt lưng xuống. Sau đó mình vặn nghiêng về một bên, bên phải, bên trái gì cũng được, đổ cái người nghiêng xuống, lỏng ra. Và mình chống tay, đẩy người ngồi lên trở lại, ngồi thẳng lưng lên. Quay về vị trí ngồi thẳng, mình để lỏng hai tay lên gối, mình xoay tròn cái thắt lưng mình theo vòng tròn như hồi nãy mà mình đã xoay ban đầu, rồi xoay một vòng chiều ngược lại. Và mình quay về giữa trở lại. Cảm ơn mọi người đã tập cùng Thương và Yogi Travel trong cái bài tập yoga vừa rồi nha. Đối với cái cục lốc này nè thì mọi người tùy cần mình nha, mọi người có thể mua online, mua trên mạng, mọi người có thể dùng sách chồng nó lên, nó chỉ dày chừng này thôi. Mình để cái ngón tay cho mọi người thấy nè, ngón tay mình rất là ngắn, nó chỉ bằng một cái ngón tay của mình thôi ha, thì nó cỡ chừng này đó, chừng này. Thì mình thấy có một chị á, chị ở quê hôm trước chị gửi hình cho mình, chị lấy cái chị gọi là cái đòn, cái ghế nhỏ mà chị ngồi chị rửa chén á, thì nó cũng cao bằng chừng này nè, thì chị ra chợ chị mua hai cái ghế đó cũng được, thì cũng sử dụng được. Hoặc là có người nữa thì dùng hai cái đẹo, hai cái cục gỗ rồi đặt nó lên chồng lên, thì bất cứ thứ gì mà mình có được, nghĩa là nó cứng cứng và nó trụ lại, không có dùng gối ha, gối thì mềm quá nó bị lún xuống. Bye bye mọi người, cảm ơn và hẹn gặp mọi người trong bài tập lần sau. Hy vọng là sau cái bài này mọi người sẽ đỡ đau mọi phần cổ vai và thắt lưng, rất là thư giãn rất là nhiều, và mọi người sẽ ngủ ngon hơn. Tạm biệt mọi người, nhớ bấm nút đăng ký, bấm nút like và chia sẻ video, đồng thời là comment bên dưới, viết bên dưới cho mình về cảm giác của mọi người sau khi tập xong bài này nha. Tạm biệt mọi người.